Trốn mẹ đi làm ghế massage đúng không? Đi, lại đây mẹ cho đi ăn mít nào. Đi sang bên kia mẹ lấy mít cho hai đứa ăn nha. Đứng lại. Ôi dồi ôi, Titi ngã rồi. Mẹ bế em xuống để mẹ bế Titi nha. Rồi, chị Gấu chạy sang trước đi. Nào Titi. Đi mẹ nào. Đi sang bên này. Ôi dồi ôi. À, mẹ tắt máy đã chứ. Rồi, đi sang bên đây đi ăn mít nha. Rồi, đi qua đây mẹ cho ăn mít nào. Đi ra đây. À, Gấu, Gấu lại bàn Gấu lấy cho mẹ cái đĩa nào. Đi ngồi ra đây để mẹ bóc mít cho nào. Ngồi đây, đây ngồi đây. Chị đâu chị nha. Chị. Chị đâu à? Chị. Mít ngon quá. Đây mẹ gỡ cho con ăn nha. Mẹ gỡ cho hai chị em ăn, mẹ đeo vào tay và không dính mũ nha. Chị ăn không? Mẹ lại cho hai chị em hai miếng trước ạ nha. Đây, mẹ cho em Gấu, mẹ cho Titi. Con ăn đi. Ăn đi rồi mẹ bóc mẹ bỏ vào đây cho. Cho Ti ăn cũng được con, cái đấy Ti ăn cũng được mà. Ti cứ lấy Ti ăn đi. Đây đây mẹ cho Ti Ti này, mẹ cho Ti Ti món này. Có bóc được không? Dạ. Không bóc được quả mẹ mẹ bóc thôi nha. Dạ. Con ăn đi. Chưa. Chưa à? Dạ. Con bỏ xuống đĩa. Cắt một hai đoạn thôi. Dạ.
Vào đâu? Con bóc rồi, tí là em đi đi hết rồi con cho em đi với nhá. Mẹ bóc mấy ngày nữa là mẹ ăn với hai đứa cho vui nha. Cái này to quá. Bóc hạt ra, cậu đưa mẹ bóc hạt cho nào. Được chưa? Đây là cái sơ, mít ngọt nhỉ. Con ăn đi, con để bên đấy đi. Ở bên đấy mẹ bóc hết sơ ra rồi. Đó. Hai chị em ăn thì cứ lấy bên đấy nha. Ôi thì đi ăn kìa. Ngon con. Bỏ hạt ra con nha. Để tí. Em bỏ hạt, Titi cũng bỏ hạt. Titi giỏi lắm ấy nhở. Em giỏi thế hả? Này, thì ăn giỏi không? Bỏ hết mấy cái này, mấy cái này con bỏ ra mà. Mấy con nóng đâu con thổi. Rồi con ăn đi để mẹ bóc hết cho hai đứa ăn nha. Đâu có nóng đâu con. Con ăn đi. Chết rồi, đưa mẹ đây con lấy miếng khác nào.